các bạn, mình hiện đang ở Lên Trường House và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tự kiến tạo mừng sống với những cây cúc thần Ấn Độ được trao tặng từ chị Trà, chủ vườn ong vàng, đến với Lên Trường House để phủ xanh không gian này hơn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu những bước để cùng nhau kiến tạo trồng những cái cây phủ xanh xung quanh khu nhà của mình mọi người nhé. Mọi người biết không, cây cúc tần là một loại cây rất là dễ sống trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Nó không cần quá nhiều sự chăm sóc, chỉ cần chúng ta cho nó thật nhiều nước và ở nơi có nhiều ánh sáng. Và tất nhiên là cả thật nhiều tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của các bạn sẽ thôi. Đây là bước làm màu cho đất mọi người nhé. Để đất của mình thật là màu mỡ trước khi chúng ta trồng cây, tương tự như vậy. Trước khi chúng ta bắt đầu làm điều gì, chúng ta sẽ cần chuẩn bị người nguyên liệu, những công cụ hỗ trợ và những người bạn đồng hành, đúng không nào? Bước chuẩn bị là nền tảng quan trọng cho sự thành công của bất kỳ điều gì, nên chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho điều này nhé. Đấy, mọi người thấy hành cây như cầm thế này đẹp không? Mọi người ơi, ở tại lễ hội Diviner Fest lần này, chúng ta cũng sẽ có một không gian để trưng bày các loại cây mà chúng ta tự kiến tạo, tự trồng ở nhà, và chúng ta hãy cùng mang đến lễ hội để trao đổi nhau những giống cây thật là lạ, hoặc đơn giản chỉ là những cây mà bạn đã chăm sóc với thật nhiều yêu thương để sẵn sàng trao tặng với sự quan tâm, với sự giao lưu chia sẻ với nhau mọi người nhé. Vì vậy, hãy mang cây mà mình trồng đến với lễ hội Diviner Fest lần này để chúng ta cùng chia sẻ, cùng truyền cảm hứng về việc tự kiến tạo nguồn sống. Đi! Yeah.